xin giới thiệu luôn, mình là Cú Hiệp, admin tinh tế. Đây là anh Huy ở bên Sony. Chúng ta còn có anh Tuấn Lion, anh Trung DT và anh Hoài Bảo là những người mà sẽ cùng tham gia chia sẻ trong cái buổi này. Trong cái buổi này chúng ta sẽ chia sẻ về cái hai cái máy này rất là nổi bật, RX0 mới ra mắt ở IFA, còn này RX10 Mark 4. Đầu tiên mình sẽ gặp anh em mình giới thiệu một cái rất là hay, nó hơi liên quan thôi. Tức là tinh tế vừa làm một cái trang gọi là tinh tế.vn/Sony Camera với cái sự hợp tác với lại Sony để mà mong muốn nó giống như là một cái hub để mà tất cả những anh em sử dụng máy Sony hay là chơi máy Sony hay muốn tìm hiểu về máy Sony Camera sẽ có một cái nơi để chúng ta có thể tổng hợp thông tin, thay vì các bạn gõ lên Google hay là lên những cái group hay là lên những cái diễn đàn thì cái thông tin nó khá là, tức là bây giờ nó rất là nhiều chỗ, và bọn mình đang muốn là có một cái nơi để mà có thể tập trung anh em lại với nhau để có thể có những cái hoạt động online như là những cái bài viết, những cái hướng dẫn, những cái chia sẻ, những cái game ở trên tinh tế.vn Sony Camera, hoặc là có những cái workshop như thế này, hoặc là những cái buổi đi chụp trải nghiệm hay là những cái buổi đi chụp dã ngoại gì đó, thì mong muốn là chúng ta có một cái nơi để mà tập trung lại với nhau. Thì cái bữa này là bữa đầu tiên để mình chia sẻ những cái một trong những cái buổi liên quan đến cái chuyên trang đó. Các bạn cho anh Huy một tràng pháo tay. Anh Huy từ Sony. Cảm ơn anh Hiệp. Thì lời đầu tiên, Huy xin chào tất cả mọi người. Có nhiều anh em ở đây cũng là fan Sony. Huy từng gặp các bạn ở rất nhiều workshop của Sony trước đây. Thì trước đây á, Sony và tinh tế cũng có kết hợp với nhau, nhưng mà nó chưa có nhiều. Thì vào một cái ngày đẹp trời thì Huy và anh Hiệp cùng với bạn Hạnh Nguyên gặp nhau, thì mới nghĩ tới việc là mình tạo ra một cái sân chơi cho mọi người cùng góp sức vào. Tại vì là từ trước giờ Huy cảm thấy là Sony toàn là đi từ một phía, từ Sony ra không, chưa có nhận nhiều từ được từ các bạn. Cho nên là bây giờ mình nên có một cái gì đó từ phía các bạn nữa. Các bạn có rất nhiều ý kiến, rất mong muốn Sony thay đổi để mà tốt hơn. Cho nên là Sony và tinh tế quyết định sẽ hợp tác với nhau để mà cùng xây dựng với cộng đồng cho các bạn có một cái sân chơi. Thì vào để mà bắt đầu cái câu chuyện á, thì Sony và tinh tế cùng nhau làm cho RX series. Thì cái dòng RX này á, chúng ta vừa có hai cái máy mới, đó là RX0 và RX10 Mark 4. Và một điều may mắn thứ hai là Sony Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trong khu vực có hai cái máy này trên tay cho các bạn trải nghiệm. Và có thể nói RX10 Mark 4, anh Tuấn là người đầu tiên ở châu Á cầm máy chụp hình surreal cho cái sản phẩm này. Và các bạn là những người tiếp theo cầm cái RX10 Mark 4 trên tay. Và đó cũng là một cái niềm hãnh diện của những người đam mê công nghệ. Đặc biệt đối với mình cũng rất là hãnh diện vì mình đã lấy cái máy đó về để cho các bạn có thể trải nghiệm được. Còn cái RX0 thì chúng ta đã có từ Sony Show rồi, cách đây một tuần rồi, và bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi. Và nhưng mà tại cái thời điểm hiện tại á, thì các cái firmware, các cái phần mềm cho RX0 kết nối với điện thoại nó đã hoàn thiện rồi. Lúc các bạn ở Sony Show á, nó chưa cho mình gắn thẻ vào chụp, tại vì lúc đó cái nó vẫn là một cái phiên bản thử nghiệm. Còn bây giờ cái phiên bản này đã được vá lỗi rồi, cho nên là chúng ta có thể gắn thẻ vào chụp hình thoải mái. Và có một điều nữa, và rất nhiều bạn tới hỏi Huy là cái RX0 này á, có phải là một cái camera hành trình hay không? Thì Huy xin trả lời, nó không phải là một cái camera hành trình. Nó hoàn toàn không phải là một cái camera hành trình. Và nó là một cái máy hình. Và không có một cái máy hình nào mà có thể chụp hình đẹp ở cái kích thước như RX0. Huy đảm bảo luôn, các bạn có thể thử lấy máy dơ ngược sáng, thì các bạn sẽ có được hai điều, hai cái cảm quan đầu tiên. Thứ nhất là khi mà chụp hình ngược sáng á, hình cực kỳ trong. Và những cái vùng mây, những cái vùng highlight do máy này cân tuyệt vời, cân sáng tuyệt vời. Cái điều thứ hai của nó là cái kích thước nhỏ của nó mang lại cho một cái chất lượng hình ảnh nó ngoài mong đợi của Huy. Cái ngày đầu tiên mà Huy nhận được cái RX0 này á, là Huy chạy ngay Đà Lạt, và may mắn là buổi chiều nó trời rất là nắng. Và mình thử chụp ngược sáng, mình thử chụp âm sáng thì ở 2500 ISO nó xử lý mượt mà. Và cái RX0 này mang cái cảm biến 1 inch. Cảm biến rất là lớn, 1 inch là rất là lớn. Cảm biến của nó giống y chang như cảm biến của RX10 Mark 4.
Và các bạn có thể thấy cái thân máy của RX 10 Mark 4 thậm chí nó còn lớn hơn cả Alpha nữa. Mà cái lý do tại vì nó lớn bởi vì là cái đầu kính nó khá bự. Nếu mà cái, với cái đầu kính 24-600 như vậy mà chúng ta muốn nó nhỏ hơn vẫn ok thôi. Tại vì trong cái thiết kế của cái máy RX 10 Mark 4 này còn rất nhiều không gian để có thể ép cái máy nhỏ hơn. Nhưng mà khi mà nhỏ hơn như vậy thì nó không có cân đối. Về cái thiết kế công nghiệp của nó không có đảm bảo, cho nên buộc nó phải có kích thước như vậy. Và RX 10 Mark 4 và RX 10 Mark 3 nó khác nhau ở một điểm, đó là cái bộ xử lý của A9 được đưa xuống RX 10 Mark 4. Cho nên là cái độ ổn định của máy nó cao hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn zoom ở 600 á, thì đối với máy RX 10 Mark 3 đời trước, khi mà các bạn để AFC để lấy nét, để mà tracking nét á, thì cái thấu kính lấy nét nó hơi chạy ra chạy vô, nó giật ra giật vô, nó không có ổn định. Nhưng mà đối với RX 10 Mark 4 thì câu chuyện hoàn toàn khác. Tí hồi Huy sẽ biểu diễn ở trên cái màn hình hình LED này để có thể lấy nét, được biểu diễn cho các bạn xem là cái khả năng bám nét của nó ở 600 tới mức độ như thế nào. Thì tiếp theo chắc sẽ là phần chia sẻ của anh Hiệp. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Huy. Thì có hai sản phẩm mà mình được sử dụng trong thời gian vừa qua. Thứ nhất là con A9, thì thực sự là cái pin là bất ngờ đối với mình. Tức là mình đi làm việc ở IFA vừa rồi á, thì trong đó mình có trên tay con RX0 á, thì mình ấn tượng với cái pin của A9 rất ấn tượng. Còn về cái RX0 á, thì trước đây mình từng sử dụng một cái gọi là DXO1. Thì đó là một cái máy chụp hình rất là nhỏ. Nhưng vấn đề của nó là gì? Nó phải xài chung với iPhone, nó là chung một, không được dùng một mình được. Nên là mình rất là hứng thú khi mà thấy cái RX0. Tức là nó nhanh hơn, nó nhỏ, nó gọn hơn, nó có màn hình và mình có thể sử dụng nó một cách độc lập được. Thì mình rất là thích cái đó. Ở đây mình có một cái A7 R2. Độ phân giải nó không bằng cái máy lớn đó, tại vì nó là máy mini. Thì bây giờ anh em nào có thể chia sẻ về RX0 hoặc là cái máy bự này cái bên một chút xíu thông tin về nó, thì mình sẽ tặng cho anh em cái A7 R2 đó. À, mình có đọc thông tin về việc giải nhiều sản phẩm thử thì mình thấy cái lens thì cái zoom rất là xa, xài kiến của dây, cái khả năng bắt nét rất là ok. Nói chung là mình đã cũng xài Sony A6000 rồi, nhưng mà cái này có vẻ nhanh hơn xíu. Vậy em cứ tặng cho anh cái A7 R2 đi. Cái này nó nhỏ hơn, độ phân giải nó không bằng nha. Ok. Rồi, bạn nào biết về RX0? Nãy mình nghe nói là nó có thể sử dụng được dưới nước. Dạ. Dạ, và hình như là xuống tới độ sâu 100m trong một cái vỏ ngoài á. Đúng. Còn nếu như mà bình thường thì nó không còn vỏ ngoài thì nó phải sử dụng được dưới 10m. 10m tuyệt vời rồi, bởi vì thực chất là chúng ta rất là ít khi có thể lặn xuống dưới được 10m. Khi mà nếu chúng ta mang nó xuống biển thì chúng ta sẽ chết trước khi nó chết. Vậy em sẽ tặng chị một cái món gì đây? Cảm ơn chị. Hồi nãy chị nói trong giai đó mình chia sẻ thêm chút xíu. Đây là cái hộp gọi là housing hả? Tiếng chuyên dụng gọi là housing. Thì nếu mà các bạn bỏ cái RX0 vào đây, các bạn có thể xuống dưới 100m để chụp hình. Thực chất nếu chúng ta bơi bình thường thì chúng ta chỉ bơi được khoảng chừng 3-4m thôi, không thể xuống hơn được, người bình thường. Còn nếu muốn xuống hơn thì các bạn cần phải mặc áo có nhét chì vào người, xong có ống thở đi xuống. Thì đó là cái cho dùng cho cái dạng đại loại như vậy. Cái này nó nặng lắm, chắc là bớt chì hơn. Cái này thấy được làm từ nguyên một khối nhôm luôn. Nó tương tự như là cái con RX0, nó cũng được làm một từ khối nhôm. Anh Nốn là người đã trải nghiệm RX0 cũng như là cái RX10 4 mã đúng không? Cảm ơn em. Dạ. Mời em đi xuống. Đúng ra là phần tiếp theo này là của anh Hoài Bảo. Nhưng mà bây giờ mới biết mình là người may mắn ở Đông Nam Á hả? Châu Á luôn. Đầu tiên cầm cái 2RX 10 Mark 4 này. Cho nên là lên chia sẻ trước. Mình mới trải nghiệm một ngày đi Nha Trang vừa rồi đây, cách đây mấy ngày thôi. Thì lên chia sẻ với anh em. Mình sẽ không nói nhiều về cái thiết kế cũng như thông số kỹ thuật. Mỗi lần Sony ra một cái máy là trong đầu giống như bị ám ảnh, thế nào cũng có một vài thông số cao nhất thế giới. Lúc nào cũng tiên phong về thông số kỹ thuật.
lúc nào cũng vậy hết, ra cái máy nào là thế nào cũng có ít nhất là một thông số. Thì anh Hiệp đã nói, anh Huy đã nói, tí nữa anh Bảo, anh Trung sẽ phân tích kỹ về các cái con số đó, mình là người trải nghiệm thôi. Thì cầm cái RX 10 Mark 4 này, khi đi trải nghiệm á, là bản thân mình trước giờ vẫn vậy, không quên hết tất cả những thông số đi và chỉ trải nghiệm thôi. Nhưng mà sau khi chụp á, thì mình chỉ ấn tượng, có nghĩa là cảm giác khi mình đi chụp á, là cảm giác nó bất ngờ với ba cái điểm này. Thứ nhất là siêu zoom với tiêu cự, cái giải tiêu cự nó chạy từ 24 đến 600, khẩu lớn nhất là 2.4 đến 4, là một cái rất là khủng khiếp. Hồi trước thì mình có cầm cái Mark 3 rồi, nhưng mà không bằng. Tức là khi đi trải nghiệm á, cảm thấy nó vẫn còn cái gì đó chưa được hoàn hảo. Họ giống như họ cố gắng làm cái zoom nó rất là xa, nhưng mà cái trải nghiệm thực tế khi mà đi chụp á, nó vẫn còn cái gì nó ấm ức, nó chưa đã. Thì chính cái con này là cái con làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng. Không phải là hài lòng nữa, mà cảm thấy nó bất ngờ và nó kích thích. Kích thích là làm sao để sở hữu được nó. Cái thứ hai là chụp liên tiếp 24 frame. Cái Mark 3 là chỉ có 10 frame thôi, 10 frame hay 14 frame em ha, 14 frame, mà cái buffer của nó lên đến 249 frame. Có nghĩa là bấm chụp liên tục và Sony không hề nói là phải dùng cái thẻ nào hết. Tụi mình thôi dùng thẻ bình thường ở trong văn phòng, chụp 249 frame và nó không có bị dừng lại. Ví dụ như hồi trước anh em coi là mình cũng ra Nha Trang, mình test cái D5 á, trên cái thẻ XQD á, là cái thẻ mới nhất, nhưng mà không thể bấm được buffer 200 frame đâu. Họ thông báo là 200 frame nhưng không bao giờ bấm được hết. Có nghĩa là nó khoảng chừng 80 hoặc là 100 gì đó, nó ngưng. Nó ngưng chút xong bắt đầu nó mới chạy tiếp. Thì ngay cái khúc mà nó ngưng đến khúc kia là gần 1 giây là cái con bé nó chạy từ chỗ này đến cũng mấy bước rồi, ở trên biển á. Thì cái này là tí nữa mình sẽ cho anh em coi cái buffer rất là khủng khiếp. Thành ra là khi mình ghép vào là nó giống như một cái đoạn video 4K vậy. Rồi cái thứ ba là tốc độ lấy nét 0.03 giây. Tức là về khả năng lấy nét của Sony thì anh em đã biết được cái khả năng công nghệ của Sony rồi đó. Thành ra cái con này á, tự thân nó là nó được thừa hưởng công nghệ của các cái dòng cao. Nó là may, đứa con may mắn khi mà A9 ra đời, rồi sắp tới có thể là có những cái con thuộc series Alpha A7 gì đấy nữa ha. Một cái con gì đó mình chưa biết tên, nhưng chắc chắn là nó được thừa hưởng cái sức mạnh của những cái con máy đầu bảng của Sony. Đó, về cái khả năng lấy nét, anh em thấy là họ nâng cấp không phải là từng bước. Từ 15 điểm lấy nét theo pha trên cái con Mark 3, nó nhảy cái lên 315 frame, chứ không phải là 15 frame nó lên 50 hay lên 100, lên ra 50, mà từ 15 điểm nó lên đến 315 điểm là rất là khủng khiếp rồi. Không phải là một cái sự nâng cấp nữa, mà một sự thay thế nào đó về cái tốc độ lấy nét. Thì đó là cái ấn tượng sau khi đi chụp nha, chứ không phải là đọc thông số chém gió đâu. Anh em nhìn cái bức ảnh này, buổi sáng mình tới Cổ Thạch ha, chạy xuyên đêm nha, ra đến bữa cái này chụp với Cổ Thạch, anh em thấy gì? Thấy một cô gái và một bãi rác đúng không? Nhưng mà anh em zoom 600 anh em sẽ thấy một cảnh đẹp hơn. Thấy không? Vỗ tay đi. Đó, anh em không thể thấy được, mà đây là cái màn hình lớn nha. Anh em không, đó. Đấy, một cái chấm phải không? Có thấy không? Cái cờ. Đó. Rồi như tấm này là lúc mà gần trưa rồi, anh em uống cà phê xong thì ra rác là nhiều, tại vì mới bảo xong. Ở ngoài đó là mới bảo xong thì mấy đứa nó thôi anh đừng đi ở đó bảo lên Đà Lạt chụp. Mình gọi đi lên Đà Lạt thì kêu là trên này cũng mới bảo xong, thôi đi biển. Anh em sẽ thấy rất là nhiều, khoan hãy nói về màu sắc. Mình chỉ nhìn thấy cái đầu tiên là mình đang nói về zoom. Anh em thấy đằng xa này. Đó. Tức là với cái tiêu cự rộng nhất là 24, xa nhất là 600 ha. Anh em sẽ thấy đó. Thì cái 600 á thường là gì? Thường là không đạt, Mark 3 nó không đạt được. Thứ nhất là lấy nét là cầm tay là nó cứ rung rồi. Đó. Mình hỏi bảo là cái máy này có chúng rung 50 gì không, nói em không thấy Sony nói vậy không quan tâm.
có nghĩa là mình trải nghiệm mình không quan tâm, nhưng mà tự nhiên thấy cái ảnh nó nét quá mình phải thắc mắc có trống hay không đó. Rồi thậm chí là mắt bình thường mình đứng ở đó, đứng ở thực tế trên cảnh mình cũng không thấy luôn. Rồi ví dụ như tấm này là lúc đó đang nói chuyện với một cái bác biển đó, rất là khủng khiếp ha. Mà nó không phải là kiểu zoom zoom theo kiểu zoom số mà kiểu bệt đó. Chờ chút xíu nữa nó thò vô nó bắt con cua ha. Rồi như tấm này là trên đường đi á, dừng lại đó. Cái này không phải là zoom lại, cái không phải là 600 đâu anh em, thấy bắt đầu thấy ba cái nhịp điện gì ha mà đang chùm chùm ngoài đó ha. Zoom lại cái nữa đó, tức là anh em thấy chi tiết của cái nhà máy chứ không phải là hình thù một cái dạng hình dạng không, mà thấy chi tiết của nhà máy đó. Ê, mấy nhà báo mà có này là tuyệt vời, chắc tấm này bán được. Tại vì cái chỗ này anh em không thể đứng gần chụp được, nó ra bắt liền. Ba cái nhịp điện này nó bảo mật ghê lắm. Rồi như tấm này là bình minh đúng không? Anh em sẽ thấy ánh sáng rất là gắt. Bình thường mắt mình nhìn nó còn gắt hơn vậy nữa. Tại vì chụp thì máy nó cân lại vùng tối vùng sáng rồi. Nhưng mà cái lúc mà mặt trời nó đã lên gọi là khoảng 7-8 giờ ha, lên cái 7-8 giờ là cái dải sáng rất là gắt rồi. Thì cái ghe này đó. Không, tụi mình đi là đi liên tục mà. Đi với mình là anh em sẽ đi với mình, sẽ có chuyến trip đi với mình là hành trình gọi là 1 phút. Bất cứ chỗ nào dừng lại thì chỉ 1 phút mà thôi. Đứa nào không lên kịp xe thì ở lại. Tại vì như vậy thì anh em sẽ chụp được nhiều điểm. Đó, anh em sẽ thấy nó xử lý. Có nghĩa là không phải anh em zoom lại là cái phần chi tiết nó mất đâu, kể cả ánh sáng trắng như thế này đó. Rồi ví dụ như tấm này, tức là ở biển Nha Trang là có mấy cái cô gái ở trong khách sạn á, hay ra để ngắm bình minh trong vòng nửa tiếng đồng hồ rồi đi vô. Cô này mặc áo, mặc cái khăn á, cái khăn tắm đi ra luôn. Mình rất là mất thời gian cô này á. Chờ nó rớt khăn, nó rớt đó. Thì đây anh em thấy zoom một tấm góc rộng ha, một tấm zoom. Tức là thường những cái tấm như thế này anh em sẽ thấy là nếu mà anh em lấy được mặt trời là anh em sẽ chấp nhận hy sinh cái khác thôi. Cái khác đó là những cái ghe, cái thuyền hay là cái gì ở bên dưới. Anh em không thấy gì nữa hết á. Tại vì nó rất là tương phản, rất là mạnh. Mình nghĩ chắc phải hơn 10 khẩu đó. Nhất là cái buổi sáng mà mặt trời nó đẹp mà trên biển nó trong á, càng trong thì tương phản càng cao. Cái thông số để M hay là auto vậy? Mình không biết chụp M bằng cái máy này á. Đi chụp là cứ để auto thôi. Nếu tin tưởng sau khi test vài ba tấm thấy ok là cứ để tự động thôi. Mình xử lý không bằng nó được. Tức là đang chụp thì cái anh xe đạp chạy ngang, chứ không phải là cố ý chụp ảnh đâu. Sau đó có chụp tấm khác nữa, nhưng mà thấy thì dính ảnh đó, anh đó, thì mình thích cái tấm này. Mình lại hôm bữa cái bài thì không có thấy tấm này. Đó. Ví dụ như cô này, đây là tấm 220, có nghĩa là zoom hết cỡ đó. 220 của cái tấm cảm biến 1 in thì nó tương đương 600. Là mình đứng từ xa, tại vì họ thứ nhất là người nước ngoài, thứ hai là mình sợ người ta phàn nàn hay gì đó. Zoom lại, anh em thấy là hiệu ứng của ống tele là đương nhiên là xóa phông rồi ha. Và độ sắc nét các thứ tương phản. Cái áo đỏ đó nó hắt lên trên cái mặt là đương nhiên nó cái màu đó, mình không có hề xử lý cái để trả màu gì hết ha. Đương nhiên là cái màu của nó là như vậy. Ánh sáng vàng của mặt trời buổi sáng. Ví dụ như cô này, cô mà áo tắm này đó thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là mất nhiều dung lượng thẻ. Đó, cô quay qua rồi quay lại, quay qua quay lại. Có tấm hạ thấp nữa nhưng mà hạ thấp không thấy gì. Đó, rồi quay cái kia. Anh em chú ý những cái tấm này nha. Mình để 3-4 tấm là vì sao? Cái phần mặt và phần lưng á là tương phản rất cao. Nhất là cái tấm mà quay mặt vô trong này, anh em sẽ thấy cái chi tiết mà bên cái hốc á, tức là cái đai midrange đúng không? Khi nói đến cái này là anh em thấy tưởng tượng ra được cái dải màu, cái dải tương phản động của cái máy nó rất là khủng khiếp. Đó, rồi quay qua, rồi tự sướng là đi về thôi. Rồi nếu mà các cái cô đó ngồi một chỗ để mình chụp thì bình thường đúng không? Cô này ở trong chợ, có nghĩa là họ hoạt động liên tục, anh em cứ zoom lại bấm lấy nét rất là nhanh ha. Khoảnh khắc tự nhiên của một cô bán cá ngoài chợ, của một cái anh ở ngoài bến cá, không? Rất là bình thường, zoom là hết. Rồi
bây giờ đến cái quai anh em sẽ thấy là nếu mà cái tele thì hiệu ứng tele đầu tiên là đóp mỏng, không nó mỏng thì đây là cái đóp của ống quai này, mình ngồi trên cái bãi đá bảy màu đó, anh em thấy là chụp cái quai ha, quai 24 á đó, anh em sẽ thấy nó rất là khủng khiếp, chứ không phải là mình phải xóa phông phải đứng từ xa. Như vậy thì nó vẫn có thể sử dụng được các cái, có nghĩa là tiếp cận được đối tượng ha, bằng cái tiêu cự quai. Rồi anh em sẽ thấy thêm một tấm nữa, đây là cái hiệu ứng của tele 600 để tạo ra một cái, các cái laser ảnh á, cái lớp ảnh nó xít lại là hiệu ứng của ống tele. Anh em phải bỏ ngàn mấy đến 2000 mấy để anh em có một cái ống tele 600 đi chụp chim, và đương nhiên là chất lượng ảnh nữa. Nếu anh em mua một cái ống 2000 mấy trăm đô để gắn lên một cái body DSLR đúng không, thì cái chất lượng của ống kính nó phải tương đương với body nữa, chứ không phải body nào ông gắn cái ống tele đó là chụp ra được. Nhưng mà bây giờ nó tích hợp như vậy, mình lại kêu cái máy dính cái ống làm sao bằng được từng cái rời. Anh em nói anh em nhìn phải trải nghiệm thực tế ha. Đây là tấm chụp tele 600, mình quay qua bên này cái thấy cái anh nó chạy xuống chụp tấm đầu tiên, và đây là tấm cuối cùng 600 lúc mà anh tới gần. Như vậy là từ tấm đầu tiên đến tấm cuối cùng này mình chụp 108 tấm liên tục, và anh em sẽ thấy hoàn toàn là máy nó xử lý hết, tự động hết. Không thể nào mà đứng đó em nói em mờ mà vặn vặn xoay xoay được hết, tại vì cái chú đó quay qua lấy lại ngắm cảnh nữa, phải không? Bây giờ mình ghép 108 tấm đó lại cho anh em coi là 107 tấm đều sắc nét hết, để thấy được cái ấn tượng thứ hai là cái tốc độ lên nét đó. Đó. Nó giống như là slow motion đúng không? Nó giống như một cái đoạn video mà anh em thôi. Và cứ bấm giữ thôi. Có nghĩa là mới có 108 tấm thôi. Còn nó buffer nó đến 249 tấm mà, nhưng mà chưa hết thì chú đó đã tới nơi rồi. Nó có một cái điểm nữa là lấy nét trên LCD. Ví dụ như anh em có đưa mắt vô á, anh em cũng rà rà ngón tay đây anh em lấy nét được. Rà ở đâu lấy nét đó. Chứ không phải là đưa vô đây là nó tắt là xong đâu. Và mình thì gần như là chỉ có một hai lần là đưa mắt vô thôi. Tại vì cái màn hình nó xoay lật mà, mình phải trả tiền cho Sony để có được cái màn hình này, mắc mới gì phải đưa vào đây chi nữa. Cái này thì ở trong chợ mình muốn là cái chú xe đạp thì ngoài trời, còn cái này là ánh sáng nó tương phản, phức tạp hơn. Đó. Đó, 250 frame. Anh em sẽ thấy là nó từ tấm thứ nhất cho đến tấm 250 là như nhau, độ sắc nét các thứ như nhau. Như vậy mình không nói là công dụng của cái máy này để làm gì, nhưng nếu anh em đi chụp thể thao, anh em chụp mà chuyển động hay em chụp khoảnh khắc gì đấy thì mình cứ bấm thôi, cùng lắm nó đầy thẻ thôi. Và anh em không sót được cái tấm nào hết, thích tấm nào thì bốc tấm đó ra, đúng không? Còn nếu mà anh em quay video á, về anh em phải có phần mềm rồi anh em mới tách được cái frame đó ra. Nhưng mà tách cái frame ra chưa chắc nó đã chất lượng bằng một cái frame hình ảnh. Và với cái zoom 600 đúng không? Còn quay thì không nói chi rồi, tại vì quay thì cái đốp nó dày, anh em sẽ có một cái độ sắc nét cao. Còn như cái chú xe đạp đó anh em để quay thì anh em thấy cả cái bối cảnh rất là rộng, mà cái chú đó có chút xíu thôi. Đó. Mình zoom nó lại 600 ha. Rồi. Chia sẻ về RX10 Mark 4 ngắn gọn vậy ha. Bây giờ đến cái con thứ hai. Mình cũng có ba cái điểm ấn tượng. Thứ nhất là một cái camera, mình ghi là Sony camera RX0, bởi vì nó là một cái máy ảnh thực sự. Cái đó là cái mà lúc mà mình coi cô Hiệp trên tay ở trên bên IFA hay là sau này có Sony có tổ chức, mình vẫn nghĩ nó là một cái camera hành động hay là hành trình gì đấy. Nhưng mà khi đi chụp cũng có nghe như Huy nói rồi, nhưng mà khi đi chụp coi hình nhá thì mới thấy nó là một cái máy ảnh. Nhưng mà khổ một cái là cái thiết kế của nó, nhìn vào cái thì mình liên tưởng liền đến cái kia, đến cái camera hành động đó. Cái thứ hai là hình ảnh và video thì tí nữa mình sẽ cho coi. Và thứ ba là ít có cái máy ảnh nào kết nối với smartphone để điều khiển một cách đầy đủ các tính năng, ví dụ như là chọn các chế độ chụp ISO, white balance gì đấy, đầy đủ hết các chức năng mà có trên máy ảnh mà hoạt động ổn định và kết nối nhanh như là cái con RX0 này. Bạn chỉ cần cài phần mềm vô nha. Và nếu mà mình không chụp á
thì đến khi mà mình khởi động nó lên là tự động nó kết nối rất là nhanh. Tức là họ làm cho mình không cảm giác khó chịu và cảm thấy nản. Ví dụ như có nhiều cái máy mỗi lần muốn sử dụng cái đó là phải 2-3 thao tác đúng không? Là tự nhiên mình mất hứng thú. Không biết anh em sao với mình mà 2-3 thao tác đó là mình chán, mình không thích tiếp tục nữa. Rồi mình, là cái con tim của nó là cái cảm biến lớn một in. Các cái tính năng chụp là đầy đủ các cái tính năng như là chụp chế độ M, chế độ P, chế độ A, các chế độ chụp của một cái máy ảnh compact. Nó có thiết kế nhỏ nhưng mà có thể lặn sâu để chụp hình ở độ sâu 10m. Nếu mà chúng ta có cái housing nữa thì có thể xuống được 100m của Sony. Cái khả năng của nó là có thể quay 4K với cái bộ phụ kiện bên ngoài và có thể chụp slow motion với tốc độ là 960 frame trên giây. Cái đó ở ngoài chợ cũng vậy. Bởi vì nó rất là nhỏ, thành ra là khi chúng ta đi chụp hình thì nó rất là thuận tiện. Chúng ta có thể gắn vào một cái mô robot nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta có thể chụp tất cả các góc và thấp góc cao. Anh em thấy chất lượng quay của nó không? Nó không đâu phải là như cái camera hành trình đâu. Đây là ngược sáng rất mạnh nha. Buổi trưa, gần trưa. Hoặc là chúng ta có thể góc thấp, vừa đi vừa quay ở các cái vô chợ, chủ đề ảnh như là ảnh đường phố hay ảnh đời thường. Mình cứ thò tay vô túi. Anh em thấy là mình đi trong chợ đó. Mình quay lén hả? Thì đi vừa chụp ha. Vừa chụp và học quay. Đây, trên đường đi. Vừa đi xe hơi ha. Đặc điểm mình muốn chia sẻ đó là cái ống kính của nó là có cái tiêu cự 24. Tức là với một cái tiêu cự 24 thì chúng ta có thể chụp ở một cái tiêu cự là tiêu cự của ảnh đường phố đó. Và chất lượng hình của nó là chất lượng của một cái máy ảnh compact chứ không phải là chất lượng thấp như là các cái camera hành trình. Thì thành ra là cái này để mà dùng chụp đi du lịch hay là chụp sinh hoạt hay là đi chụp ảnh street life mình thấy rất là tiện, rất là phù hợp. Và cái quan trọng là nó có thể kết nối không dây với lại cái smartphone. Bộ phần 32.000 là tốc độ rất cao để anh em bắt một cái khoảnh khắc chuyển động. Anh em thấy rồi, tương kết nối màu không dây với cái điện thoại rất là đơn giản qua một cái ứng dụng gọi là Play Memory Mobile của Sony. Thì chúng ta thấy là khi mà xuất hiện như này, ở trên này có tất cả các cái tính năng đầy đủ để chúng ta điều khiển cái RX0 này. Đó, ví dụ như đây là các cái mode, dùng mode chụp, mode quay video và mode slow motion. Ở đây mình để là muốn chụp. Thì ở đây chúng ta thấy là có các cái chế độ chụp đầy đủ. Đó. B, M, AI, A cộng. Rồi chỉnh khẩu độ và tốc độ, tăng bù trừ EV. Đó. Đây là ISO. Thì sau khi mà ví dụ ở đây mình chụp, mình bấm vào đây. Máy nó sẽ chụp ngay, tức thì đó. Lưu ảnh. Sau khi chụp thì máy nó chuyển ảnh trực tiếp luôn qua điện thoại nếu mà chúng ta chọn cái đó. Đó thì đây là một cái máy ảnh mà gọi là máy ảnh tí hon. Trong một cái thân hình rất là nhỏ và có rất là đầy đủ các sức mạnh của một cái máy ảnh thực thụ. Xin cảm ơn các bạn. Rồi, vỗ tay đi anh em. Nếu mà mình là người đầu tiên ở châu Á dùng cái máy Mark 4 này thì anh em là người đầu tiên trên thế giới được coi cái clip này đó. Quay rồi mà chưa có ai coi đâu. Thì nói một chút với anh em cái đây cái chân máy của Bắp đi trong chợ đó. Chân máy này mấy chục ngàn hả Bảo? 400 mấy chục ngàn nữa hả? Nâng giá đó. Rồi. Thật sự ra là người ta cứ tưởng tượng ra những cái khó khăn thôi. Nhắc đến cái máy nhà nhỏ này, cái là Google nó có 100 món, cái này không thấy phụ kiện gì hết. Đó anh em chỉ cần vậy thôi. Rồi anh em cứ cầm đi, còn canh góc canh khung thì anh em cầm smartphone, phải không?
từ quay hành trình trên đèo cho đến chợ búa các thứ đều được hết. Cái chất lượng hình á là của một cái máy nhỏ, nhưng mà cảm biến của nó lại là bằng cái cảm biến của cái máy to. Cái quan trọng không phải là thuật toán xử lý đâu, quan trọng là cái chất lượng ảnh phải từ vật lý. Có nghĩa là cái tấm cảm biến của nó, ví dụ nó to bằng vậy đi, nó sẽ khác cái cảm biến to bằng hộp đậu xanh chứ. Nhưng mà mấy thằng nó chụp smartphone, có lẽ anh nào trên kinh tế review rồi đó, máy ảnh sắp chết rồi, điện thoại sắp thay thế rồi, sao mà hộp đậu xanh nó thay thế cái này được, đúng không? Đó, thì cái cảm biến một in của cái nhỏ xíu này nè, anh em ta coi ảnh ha, cũng khó mà phân biệt được lắm. Đây, anh em thấy hình của RX0 á, anh em coi video của nó rồi, đây là hình của nó. Đó, cận cảnh nè. Đó, vô chợ. Rồi, vậy đây, hết rồi. Xin cảm ơn nha. Có một chút chia sẻ là chúng ta sẽ gọi nó là Sony Camera RX0. Phải có cái tên đúng theo cái bản thân của nó. Không thể không có gọi, mình gọi là Sony RX0 không, người ta dễ hiểu sai bản thân của nó là cái camera hành trình. Và nó nhỏ để nó phục vụ cho những cái nhu cầu khác. Riêng cái 4K mình phải nối nó ra ngoài bằng cái cổng HDMI ra cái phụ kiện thì mình chưa có điều kiện để thử. Hy vọng là tương lai có thể thử cái đó để thấy được sức mạnh gấp nhiều lần của nó nữa. Thứ hai là hôm trước tụi mình cũng có tính lặn, nhưng mà hôm đó nước biển nó đục á, chưa lặn được, chắc sắp tới sẽ thử. Rồi, xin cảm ơn anh em. Giờ Trung hả? Dạ thì xin chào anh em, chào mọi người. Em là Trung. Đáng lẽ hôm nay á, là em sẽ xuất hiện với một cái gì đó nó mới lạ, nó độc một tí, giống như kiểu là em đeo cái máy này ở trên đầu, đội mũ bảo hiểm gì đó, chỉ nhìn cho nó độc nó lạ. Nhưng mà phụ kiện cho anh em mượn nhiều quá, anh em làm mất hết rồi. Thì là trong cái bài chia sẻ này thì em sẽ phân tích một số cái tính năng, cũng như là tại sao cái chiếc máy ảnh này nó có cái gì vượt trội và nó có gì thay thế được cho các thiết bị mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Tại vì như mọi người biết là cái mức giá của nó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc khá là nhiều. Đây là cái sự phát triển của cái dòng máy nó gọi là camera hành động. Thì camera hành động là nó được sinh ra để chúng ta sử dụng trong những cái bối cảnh hết sức là gọi là ngặt nghèo nè, đặc biệt nè. Ví dụ đây là một cái máy quay của Sony ở mạng chuyên dụng. Năm 2010 họ đã phát triển cái chiếc máy này. Thì ngày xưa lúc mà còn nhỏ em hay coi mấy cái clip của MotoGP á, anh em có thấy mấy cái hình mà cái bánh xe mà nó quay mấy cái góc mà dưới á, thì mình cứ thắc mắc tại sao là cái máy nào nó quay được như vậy. Thì câu trả lời chính là cái máy này. Thì cái máy này nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là cái ống kính của nó có khả năng zoom quang học hình như là từ 5x đến 10x. Và nó có một sợi dây để kết nối với một cái màn hình ở bên ngoài, và chúng ta có thể điều khiển zoom tại đây, cũng như là một số các điều chỉnh khác. Và nó có khả năng quay được là 1080i. Thì cái năm 2010 thì Sony đã tạo ra cái máy này. Tức cái dòng máy này nó cực kỳ mắc luôn. Dòng máy này tới $5,000 vào cái thời điểm ra mắt. Và cái cảm biến của nó thực ra không lớn, cảm biến của nó nhỏ hơn tất cả những điện thoại flagship bây giờ. Tức là cảm biến của nó vào khoảng 1/5 hoặc là 1/3, cực kỳ nhỏ luôn. Cái cột mốc tiếp theo là 2011. Thì là như anh em biết là GoPro là một anh sáng lập, anh ấy là một gọi là một phượt thủ đó. Một phượt thủ thì anh ấy thích ghi lại những cái cảnh, nhưng mà vì lúc đó công nghệ camera nó chưa cho phép, và anh ấy đã nghiên cứu được ra một cái máy camera, và sau này chúng ta gọi là camera hành động. Nó có khả năng quay được Full HD 120 frame vào thời điểm đó là 2011. Thì lúc này smartphone cũng đã phát triển, nhưng mà cái công nghệ camera trên những chiếc máy ảnh compact á, thì nó vẫn to, nó cũng không thể nhỏ gọn như cái này được. Và đó là lý do tại sao mà ngày càng có nhiều người sử dụng những cái dòng máy này cho những cái công việc, ví dụ như là nhảy dù hay là đua xe, đi xe đạp. Và tất nhiên là Sony không thể bỏ qua cái thị trường tiềm năng này bằng một cái máy quay thuộc dòng Action Cam là AS10.
thì cái đây là năm đầu 2012 là cái năm đầu tiên Sony ra cái dòng máy này. Tất nhiên cái dòng máy này thì có nhiều ý kiến cho rằng là cái thiết kế nó không được như cái dòng này, nó hơi dị ngợm, là nó là phương thẳng. Thường thường các máy GoPro hay là những cái máy mà nó tương tự của Trung Quốc á, thì là nó là phương ngang, ở đây nó là phương thẳng, thì nó ảnh hưởng đến cái hệ phụ kiện của cái dòng máy này. Thì đó, thì cái kiểu này thì có một số hãng như Contour hay là Panasonic họ cũng sử dụng kiểu này. Sở dĩ mình đưa ra cái bảng này là trước khi mình nói về RX1, thì tiếp đến là 2013 thì Nikon, cái dòng máy này cực kỳ đặc biệt của Nikon, nó có một cái điểm tương đồng với RX Zero, đó là cảm biến màu sinh. Dòng máy này có thể thay được ống kính và bạn có thể mang cái dòng máy này đi lặn khoảng 5m, 10m. Trong cái thời buổi mà máy ảnh compact đang bị bão hòa thì đây là những cái dòng máy nó có cái sự khác biệt hoàn toàn so với những đối thủ trên thị trường lúc đó, đó là 2013. Nói về dòng action cam của Sony đi, 2012 đến 2016 thì 2016 là cái cột mốc mà chúng ta có một cái máy quay 4K và chống rung quang học. Thì như các bạn biết là những chiếc máy ngay cả đến GoPro bây giờ thì họ vẫn sử dụng cái công nghệ chống rung là điện tử thôi, chứ chưa máy nào chống rung quang học như của Action Cam. Dòng này là X3000R. Nhưng mà có một cái là dòng máy này nó lại hơi to, vừa to vừa nặng, vì nó phải nhồi rất nhiều linh kiện vô. Còn đến 2017 thì có một cái dòng máy này là Xiaomi Y4 Plus. Thì cái dòng máy này nó có đặc biệt là nó có quay được 4K 60 frame. Cái đó là mình điểm sơ những cái dòng máy nó liên quan đến hành động, để quay thể thao, quay các cái bối cảnh rất là đặc biệt. Còn bây giờ nó chỉ thu nhỏ lại bằng cái chiếc máy này thôi. Và chiếc máy này cảm biến 1 inch như anh Tuấn đã nói lúc nãy rồi. Cảm biến 1 inch và Sony chọn tiêu cự cho ống kính này là 24mm. 24mm là một cái tiêu cự khá là phù hợp để chúng ta chụp phong cảnh, quay rất là nhiều bối cảnh khác nhau, thay vì là 28 thì nó hơi hẹp. Còn nếu mà rộng hơn như những cái tiêu cự ví dụ 18 thì nó lại hình nó sẽ bị méo. Và kích thước cảm biến rõ ràng là nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với các dòng máy compact cũng như là các điện thoại bây giờ. Và như vậy thì chiếc máy này sẽ phù hợp cho, theo mình nghĩ là phù hợp nhất là cho việc đi du lịch. Chúng ta phải bỏ nhiều tiền ra để sở hữu một cái điện thoại chống nước luôn, chụp hình rất đẹp, nhưng mà đến một ngày nào đó mới chợt xài trong cái bối cảnh nó nhận ra rằng khi mà xuống nước, điện thoại nhiều khi lại bị dính cái cảm ứng đó, chúng ta không chụp được. Có một số điện thoại lại không có cái thiết lập cái nút cứng riêng khi mà xuống nước á. Thứ nhất là màn hình nó sẽ bị nhảy. Cái thứ hai là mình không thể nào thao tác bấm chụp được nếu mà không phải là những dòng máy có cái nút bấm riêng. Thì lúc đó chúng ta lại tiếc. Nhưng mà rõ ràng việc bỏ tiền ra mua một cái điện thoại nó thuyết phục hơn so với chuyện là mua một cái máy ảnh trong nước nè. Máy ảnh trong nước thực ra em từng mua rồi. Một năm em xài đúng 2 lần. Một năm xài đúng 2 lần. Vì lý do là mang đi hàng ngày cũng không được vì nó vẫn còn kích thước vẫn to. Nếu như cái này, như cái RX Zero này, nó sẽ phù hợp hơn. Thì nó rất là nhỏ, thứ hai độ bền nó cao. Mình có thể làm một cái móc treo đeo ở đây, đi cầm ở đâu thì mình chụp. Nó rất là hay. Và mình có thể đặt ở rất là nhiều nơi khác nhau. Ví dụ mình đặt ở đây, mình đặt ở chỗ nào mà nó cân bằng, rồi mình dùng điện thoại ra mình chụp hình, cũng như là gắn vào những cái phụ kiện. Và em nghĩ là nó phù hợp với những người làm vlog, vì cái chất lượng video cao, chúng ta quay được 60 frame nè, Full HD nè. Full HD thì lên tới 120 frame, tương tự như là cái dòng máy lớn này thôi. Trên diễn đàn thì có rất là nhiều anh em hỏi là sorry, dòng máy của Sony ít phụ kiện quá. Ít phụ kiện ở đây thì rõ ràng là khi mà giới thiệu sản phẩm thì có nhiều cái phụ kiện khi mà chúng ta nhìn giá xong chúng ta đi ra luôn. Nhưng mà nếu mà xét vào GoPro á, khi mà mọi người nhìn giá phụ kiện GoPro cũng không rẻ đâu. Đây là một trong những ví dụ về cái phụ kiện mà của bên thứ ba làm cho GoPro. Thì bây giờ để dùng cho dòng máy này thì chúng ta phải làm sao? Rất đơn giản thôi. Một cái đầu chuyển. Thì với một cái đầu chuyển này, cái này gắn vào toàn bộ phụ kiện của GoPro, và cái đầu 1/4 20 này là dành cho tất cả những cái dòng máy nào mà đang sử dụng. Thì đây, thì với một cái đầu chuyển này nó sẽ tương thích toàn bộ với phụ kiện GoPro. Và nếu mà đang dùng GoPro mà mua thêm cái này thì
ban đầu là không cần phải mua thêm phụ kiện nữa, chỉ cần mua một cái đầu đổ này thôi, nó chắc chưa tới 100.000 đâu. Đó là cái cách mà chúng ta tận dụng toàn bộ cái phụ kiện GoPro khi mà sắm cái dòng máy này. Cái máy này không có tích hợp chống rung quang học vì như các bạn biết là để đảm bảo được cái độ chống sốc nè, chống nước nè, thì độ bền của nó cao như vậy thì nó cần phải làm những cái linh kiện thật chắc chắn nhất. Vì vậy mà chúng ta muốn có được những cái thước phim mà tốt thì chúng ta nên sử dụng gimbal. Em nghĩ vấn đề pin là cái vấn đề lớn nhất mà tất cả các dòng camera hành động đang gặp phải, thì thường thì cái dòng máy này nó sẽ đảm bảo cái thời gian dùng pin là khoảng một liên tục á, liên tục mà không thao tác cái khác á, em thử là 1 phút và 1 giờ và khoảng 1 giờ 20 phút. Thôi bây giờ mình đến RX10 Mark 4. Anh Tuấn chia sẻ khá nhiều rồi cho nên em chỉ nói nhanh thôi. Nhờ sử dụng cái cảm biến cũng như là vi xử lý Bion ZX của những cái dòng máy trước, thì đây là những cái định dạng mà RX10 Mark 4 có khả năng ghi được. Thì nổi bật nhất đó là Full HD 240 và 480. Thì khi mà mình xuất ra định dạng á, nó sẽ là Full HD 60 frame, vì đây là cái tỷ lệ khung hình mình thu được. Còn cái này ví dụ 1 giây slow motion nó sẽ ra khoảng 5 giây của Full HD 60 frame. Tương tự thì 960 sẽ là 30 frame. Còn tất nhiên máy này sẽ hỗ trợ 4K và chất lượng là 60 megabit trên giây hoặc 100 megabit trên giây. Chất lượng nó cũng vừa đủ. Cái này quay bằng một dòng máy của RX, đó là RX 100 Mark 5. Này, mấy cái lá rơi ở cà phê. Này, xuống nhà bếp chôm bột của cô đầu bếp. Này là 480 frame. Cái này là cái máy áp suất của cái anh Long cà phê nè. Tốc độ mạnh chập của một chiếc máy Olympus thì nó vào khoảng 1/8000 giây. Anh này anh ấy phí quá, lấy Coca không uống mà đi làm. Tại vì là khác với dòng Xperia là chỉ có 960 frame và 720 thôi. Và cái chất lượng chắc chắn nó sẽ không bằng cái dòng máy này rồi. Cái sự khác biệt giữa các khung hình. Như lúc nãy anh Tuấn rất là thích cái tính năng mà chạm lên màn hình để lấy nét. Thì đây là cái màn hình này không phải là cảm ứng hào hoàn toàn, vì Sony đã thiết kế cho nó nhằm trong những cái trường hợp là chúng ta lấy nét, bấm và chạm. Vì khi mà sử dụng cảm ứng hoàn toàn nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng là khi mà chúng ta chạm vào, chạm nguyên cái mặt vào thì nó sẽ bị nhảy cảm ứng. Thì cái này dùng điện thoại chắc mọi người cũng biết, khi mà úp lên nghe gọi á, là nó thường bị cái hiện tượng là nhảy cảm ứng. Nhưng mà mình thích cái tính năng này hơn, cái tính năng mà chúng ta nhìn vào cái kính ngắm viewfinder và sử dụng cái màn hình như là một cái con chuột. Tức là dùng cái tay này chúng ta sẽ lướt được cái điểm lấy nét, cái mà nhìn ở bên trong của cái kính ngắm. Lát nữa mời mọi người trải nghiệm cái tính năng này, nó thực sự rất là hay. Thay vì là mình phải dùng những cái nút joystick sử dụng ở bên phía phải của màn hình á, thì mình sử dụng trực tiếp cái màn hình để chọn cái điểm lấy nét hoặc là lia theo cái điểm lấy nét á, đặc biệt là trong những cái bối cảnh mà chúng ta chụp thể thao hành động này nọ. Đây là cái giao diện mới của những cái dòng máy Sony chuyên dụng. Những dòng máy Sony như RX thì nó được phát triển từ chiếc A6500 cũng như là A9. Và em nghĩ là tất cả các dòng máy về sau của Sony mà Alpha, CyberShot mà ở phân khúc cao thì nó sẽ sử dụng dòng này. Thì cái ưu điểm của cái giao diện này là cái menu nó sắp xếp hợp lý hơn. Nếu mà anh em dùng A6000, 6300 ở đây thì sẽ thấy có một cái sự gì đó hơi rối rắm trong cái cách sắp xếp menu của Sony. Thì rất may với cái dòng này thì Sony đã sắp xếp lại menu nó hợp lý hơn. Chẳng hạn như là mục lấy nét AF đó, thì là mọi cách thiết lập AF nó đều nằm trong một mục này hết, và chúng ta không cần phải đi đâu quá xa để tìm. Và cái menu gọi là Favorites, cái mục ưa thích á, thì mình có thể gán bất kỳ một cái tính năng nào đó để truy cập nhanh. Thì lúc đó thì nó sẽ giảm thời gian mà mình tìm kiếm hơn. Thì như anh Tuấn đã chia sẻ thì chiếc máy này sẽ phù hợp với những người mà
đang sở hữu những cái máy cảm biến lớn. Nhưng có một cái vấn đề là những chiếc máy của Sony nhiều khi chúng ta hoạt động trong cái môi trường quá khắc nghiệt. Ví dụ như là A6003 quay dưới trời nắng 37, 38 độ ở những cái khu vực miền Trung thì nó có thể xảy ra hiện tượng quá nhiệt. Thì cái dòng máy này nó lại không bị, vì nó được thiết kế dành riêng cho việc quay phim, cảm biến nhỏ hơn, tỏa nhiệt thấp hơn thì nó sẽ không có bị hiện tượng bị quá nhiệt. Đồng thời là chuyên dụng mà, tất cả trong một. Thì từ tiêu cự từ 24 đến 600 chúng ta có thể chụp được rất là nhiều các tình huống bối cảnh khác nhau. Thực sự là một cái chiếc máy ảnh du lịch mà chất lượng cao. Rồi, như vậy là phần trình bày của em đã xong. Rồi anh cho em hỏi hai vấn đề. Lúc mà em xài A6000 kết nối với điện thoại á, thì em dùng cái app Memory Mobile của Sony á, thì em thấy nó giật cái hình mà nó truyền từ bên máy ảnh qua. Không biết cái máy RS0 này nó có cải thiện cái đó không? Có một vấn đề của tất cả những cái wifi. Tại vì em coi, em sử dụng cái GoPro á, em thấy nó mượt hơn, tại vì nó giảm cái chất lượng khung hình khi mà truyền qua điện thoại. Còn cái này thì như nó truyền hết nên là nó giật. Không biết lúc mà mình chụp mình có thấy khó chịu hay là thấy nó bị quá chậm không? Khi kết nối wifi giữa máy và điện thoại á, thì có một cái vấn đề là máy điện thoại mình á, nhiều khi xịn quá. Sử dụng màn hình 2K hay Full HD trở lên thì nó sẽ bị hiện tượng đó. Thì thực ra theo lời khuyên của mình là bạn có thể sử dụng một cái máy ảnh nào, một cái điện thoại nào mà nó có cái độ phân giải màn hình thấp hơn, ví dụ như iPhone 6, iPhone 7. Em chỉ dùng màn hình Full HD bình thường thôi, không phải là 2K. Tại vì iPhone 6, iPhone 7 nó không dùng màn hình Full HD, nó chỉ có 720 thôi. Và cái đó là cái khắc phục tạm thời. Còn với mong muốn của mình là Sony có thể sử dụng cái wifi băng tần 5G, nó sẽ bị tránh nhiễu sóng với một cái môi trường wifi. Như các bạn đứng ở đây là có khoảng 20 cái kênh wifi, 20 cái set point wifi nó đang hoạt động. Chưa kể là lò vi sóng rồi bluetooth nữa, nó đều sử dụng băng tần 2.4, và đó là cái mà bị nhiễu sóng cho tất tại cả. Tại vì hồi nãy em có nghe anh Tuấn chia sẻ là cái kết nối á, từ cái máy RS0 này tới điện thoại rất là nhanh. Thì bởi vậy em mới thắc mắc là không biết cái đường truyền nó có thay đổi gì so với những cái dòng máy trước không? Về đường truyền thì mình nghĩ là không thay đổi đâu. Chỉ là họ có thể cải tiến cái bo sóng của cái chiếc máy này nó tốt hơn dòng kia. Cũng như là phần mềm nó cập nhật thêm một xíu. Thật sự là anh không có cảm hứng kết nối mấy cái máy khác đâu. Anh cũng có thử thôi, nhưng mà nó mà kiểu giật hay gì là anh chán liền à. Tại vì dân đi chụp street light nó không có nhiều thời gian. Nhưng mà anh có thể hiểu, hồi nãy anh Huy cũng có nói với anh á, là có thể là cái của em đến 24x, tức là cái ảnh cảm biến của em á, nó đến 24 chấm phải không? Còn của anh nó có 15 chấm à. Ảnh nó sẽ bé hơn, cho nên là cái giống như kiểu cái băng thông nó sẽ thoải mái hơn vậy á, đi qua đi lại nó thông suốt hơn, nó sẽ mượt mà hơn. Thì bởi vì vậy cho nên là mình không có cảm giác là nó bị co giật hay là, hoặc là cái này nó cũng quay đó, quay trên điện thoại cầm quay rồi chuyển chế độ các thứ. Anh thấy anh đi dọc biển chụp được không? Cái trả lời vậy được không? Anh nghĩ vậy, em có thể trải nghiệm đi rồi em so sánh. Còn em hỏi thêm một câu nữa về cái chống chạy của cái kính trước, cái mặt trước của cái máy RS0 này. Thì anh thấy như thế nào? Tại vì cho dù bây giờ mình mua Hero 5 hay Hero 6 gì thì để cái kính không á thì mình cũng rất là sót. Nói chung là trong khi xài rớt thì tụi anh có làm mà không dám nói. Nhưng mà nó không có trời. Nó làm rớt rồi kiểu như chà gì đó thì không thấy trời. Nhưng mà kim loại rồi các thứ mà nặng hơn á thì anh nghĩ là một cái camera như thế này này. Hết chưa? Hết rồi, ngồi xuống. Không, từ từ để anh chia sẻ chút xíu. Tức là cái cảm nhận của mình á, về cái máy này á, là nó là một cái máy ảnh nhỏ, mà mục đích của cái máy nhỏ là bỏ túi quần túi áo á, để mình linh hoạt. Mà bỏ vô túi quần túi áo giống như hồi nãy anh em thấy mình đi là mình mang cái túi xách nhỏ nhỏ xíu á, vừa đựng cái máy to này và vừa đựng cái này. Nó va chạm các thứ ở trong đó, với lại hoặc là trong túi quần mình có điện thoại hay là chìa khóa gì đó, thì mình nghĩ đương nhiên nó phải chịu cái tác động đó. Chứ không mà nhỏ nhỏ vậy lúc nào cũng phải bỏ trong cái túi nữa là thấy chắc cái này không có đúng rồi, không đúng mục đích. Mình là người đi chụp street light, mình admin
VSB Việt Nam mà, tức là cộng đồng chụp street light Việt Nam rất là đông. Mà chụp street light là anh em biết hiện tại giờ là có một số dòng máy đáp ứng được cho anh em chụp street light thôi. Ví dụ như là Ricoh GR5 hay là một hai cái dòng máy của Fuji. Nhưng mà thật sự khi mà anh em đi chụp street light thật sự á, là cái điều mà anh em hay hỏi mình á, đó là anh em cái ống kính chứ không phải là cái body. Ống kính anh em phải là từ 24 đến 35. Tại sao vậy? Anh em đâu có thể cầm cái máy này nè để anh em đứng ở trong bụi rậm từ xa anh em zoom phát đến cái cối xe gió nãy đâu, đúng không? Anh em vẫn có hình, nhưng tại sao nó không phù hợp với lại cái chủ đề chụp đường phố? Là vì cái ảnh đường phố anh em phải xuất hiện trước mặt người ta, bối cảnh sống anh em phải ở trong cái khung cảnh đời sống đó, live mà. Anh em không thể núp đằng xa, anh em zoom lại. Khi anh em zoom lại thì các cái hiệu ứng tele nó đã thay đổi cái bối cảnh rồi. Thứ hai là tất cả những cái thần sắc, cái cảm xúc, cái gọi là cái nhúc nhích của con người mà ưu tư khắc khoải, đau buồn hay là hạnh phúc của cái ảnh street á, nó phải là mình đang đối diện với nó, mình cảm nhận nó thật sự. Còn ảnh núp đầu kia không phải là ảnh street light, hoặc là nó có thể là street chứ nó không có light. Thì cái tiêu cự 24 này á là ống kính street light, cái đó là cái quan trọng. Tại sao nó không làm wide giống như một cái camera hành trình? Wide camera hành trình là bao nhiêu? 170 độ là tương đương bao nhiêu, tiêu cự nhiêu đó? Nó 10 hay là 8 hay là 12 gì á, thì khi mà anh em chụp rộng đúng không, bây giờ anh em sao chụp cái người đang hoạt động trong đời thường đó? Không lẽ dí sáng mặt người ta, hay là anh em về anh em rót là cái hiệu ứng wide á, nó tách cái bối cảnh xa ra. Còn cái hiệu ứng tele là nó làm cho xít lại, là hai bối cảnh street light nó không có hiện thực nữa. Còn cái tiêu cự 24 đến 35 là cái tiêu cự anh em hay đi chụp street light đúng không? Cho nên tại sao cái này lại làm 24 mà không làm rộng hơn, rộng hơn như các camera hành trình? Cái đó là cái phân biệt, đây là camera chứ không phải camera hành động action nữa. Cái đó là cái về ống kính. Mà chỉ những ai đi chụp street light nghe đến 24 cái là họ nghĩ đây là chụp street light, chứ không nghĩ đây là camera hành trình hay là camera hành động. Tại vì camera hành động hay hành trình là nó phải rộng ra, anh em gắn lên xe hay là anh em gắn một cái hốc cái gì đấy ha, thì nó phải nhìn rộng ra anh em thấy được cả cái bối cảnh đó. Cho nên cái tiêu cự 24 này rất hay đó. Anh em mua một cái ống kính 24 chất lượng thật sự, anh em gắn lên một cái body nào đó để anh em chụp street, giá đâu có rẻ. Thành ra là nếu mà cầm cái này đi chụp street á, thì vấn đề khó nhất của mình đó là gì? Bố cục khung hình thôi. Có nghĩa là không có thấy được anh em chụp góc này, góc kia, góc nọ, người ta đang sống, đang hoạt động, đang nhúc nhang nhích, đang khóc, đang cười, đang đủ thứ sam sân si trong cuộc sống đúng không? Street mà. Nhưng mà sao thấy hết trong cái khung này để canh? Thì lúc đó cái điện thoại đó nó buộc phải smooth. Còn nó mà cà dược nữa thì thôi chán lắm, đi về. Và hoặc là nó qua khoảng khách rồi. Ví dụ như là bạn vừa mới mở mắt ra, đang chờ người ta, chỉ cần ngước cổ lên người ta ngạc nhiên cái là phải bấm được liền. Mà nó đang ngạc nhiên cái nó phải dừng phát nữa. Giống em á, dừng phát nữa hết cười rồi, hết khoảnh khắc rồi. Cho nên nếu mà không smooth thì cái này không đạt, không đúng mục đích nữa. Đó. Cho nên anh Trung nói cái này là một cái camera du lịch. Mình nghĩ mua cái 100 gì đó, rồi 100 nó đúng hơn. Camera này cũng là camera du lịch, nhưng mà nó còn hơn du lịch. Đó là gì? Phục vụ cho chụp street light. Và mình xuất hiện ngay trong cuộc sống đó, mình hiện diện ngay trong bối cảnh đó. Đó là street. Chào các bạn. Thì nãy giờ anh Trung và anh Tuấn đã nói hết luôn phần của mình luôn rồi. Nên giờ mình còn một cái lưu ý của trên cái con RX10 Mark 4 này. Thì... như các bạn thấy thì cái con này nó có tiêu cự là 24-600, đó nó tương đương trên full frame. Thì có nhiều bạn thắc mắc á, là khi mà lên 600 á, thì cái tiêu cự nó rất là dài. Thì khi mình chụp DSLR hay những cái máy chụp hình khác á, mình để khoảng từ 200 là cầm cảm giác nó rung lắm rồi. Còn không thì nếu mà những cái máy bond shot mà có zoom xa đó, zoom lên khoảng chừng 300-400 là khi mà nhấp lấy nét á, là thấy hình nó giật 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 giật
không bao giờ lấy né được hết á. Nhiều khi ví dụ như tể từ tele 400 tương đương nha, 400 trở lên á, mà khi mà muốn lấy né được là hên xui thôi đó. Thì trên cái con này nó có chống rung, nhưng mà mình chưa biết được là cái hiệu quả chống rung nó bao nhiêu, nhưng mà thực tế mình đi sử dụng á, thì cái chống rung của nó khi mình nhấp lấy nét và nó y tương đương giống như khi mình dòm trên live view bình thường, nó không có giật đó. Rồi ở đây đó thì nó vẫn xài cái ống của dây thôi đó. Trên cái ống kính của nó thì nó chia ra sẵn từng cái mức tiêu cự tương đương với trên full frame á, thì khi mình sử dụng á, khi mình có thể mình xoay trên ống kính trực tiếp hoặc là xoay bằng cái nút ở trên nút tele với wide trên máy, giống như những cái máy quan sát thôi. Mình có thể thấy là trên cái ống kính của con RS10 Mark 4 này nó có hai cái nút chức năng, thì nó tương đương giống như trên những cái ống tele mà đắt tiền á. Thì đầu tiên là nó có nút limit, nút full với lại là 3 mét tới vô cực á, thì nó giới hạn cái khoảng lấy nét cho mình, cái để tăng cái tốc độ lấy nét đó. Ví dụ như mình lấy nét xa thì mình cứ gật qua từ 3 mét tới vô cực đó, là nghĩa là nó ưu tiên lấy từ khoảng từ đó đẩy ra xa luôn, nhấp cái là lấy nét được. Còn nếu mà mình lấy gần hơn á, thì mình gật qua full, mà thực tế trải nghiệm là nếu mà gật full thì nó lấy nét chậm hơn nhiều so với cái khoảng cách ngoài. Rồi phía trên thì mình có cái nút tròn đó. Nút tròn đó là nó để lock cái focus, thì không biết là bên Sony là cái gọi tên gì mình à, thì em không rành, nhưng mà trên những cái ống kính Super Tele á, thì nó hay có nút đó. Tại ví dụ như khi mình lấy nét đằng xa mấy trăm mét á, lấy mình lock focus lại đó, rồi mình cứ dẫn một tay bên này mình giữ nút nè đó, rồi mình cứ chụp thì nó sẽ lấy giữ nguyên cái khoảng cách lấy nét cỡ đó, nó không có chạy tới chạy lui nữa đó. Thì trên những cái ống Super Tele thì cần thiết phải có cái nút đó. Thì trên con này thay mình thấy được tích hợp cái nút đó rất là tiện luôn đó. Còn ngoài ra bên tay phải mình thấy cái nút click on đó, thì cái vòng chỉnh tiêu cự của nó bây giờ nó cho phép mình chỉnh dạng click led, là xoay cái chỉnh tiêu cự đó. Nó êm luôn, nó không có lật thật là cực từng tiếng đó. Thì khi nếu mà bạn nào quay phim đó, thì cần cái đó để mình chỉnh cho cái mở cái đốt cho nó mượt đẹp hơn thôi đó. Trên con này thì nó có cái tích hợp cái Bluetooth, cái MFC á, thì để trao đổi dễ hơn rồi tiện hơn rất là nhiều luôn. Cái NFC nếu mà ai mà xài Android thì càng tiện hơn nữa. Đó, thì giờ tới một số hình thử demo của mình. Thì mình chụp đây là tiêu cự 24 nè. Mình thấy là cái góc rất là rộng. Mình chụp theo từng cái nấc tiêu cự trên ống kính thôi. Tiếp theo là tới 100mm, nó zoom lên cỡ này. Đó, 200mm thì nó lên cỡ này. 300 thì lên cỡ này. 400, 500 và 600 đó. Và mình có thể thấy được là từ cái 600 cho tới cái 24 nó chênh lệch rất là nhiều luôn đó. Thì những cái ống kính bình thường, ví dụ như mình đã chụp bình thường, mình hay chụp nhất là cái ống 70-200 trên Canon, Nikon rồi này nọ đó, thì cho dù mình chụp lên tới 200 sau đó mình zoom drop lại á, thì chi tiết nó cũng không bằng được so với cái này, nó zoom lên tới 600 đâu. Tương tự ở đây mình có một số ảnh nè. Đó, cái này là 600. Đó. Này về cái này khoảng 300 nè. Đó. Đó, cũng dựa mấy một số tấm khác. Đó. À, ví dụ bình thường là mình chụp 24 tấm này và tiếp theo một tấm là mình zoom lên 600 hết cỡ. Lên mặt trăng cầm tay. Dạ. tại bình thường những cái ống tele 200 bình thường á, chụp trăng mà chụp lên tới cỡ này thì cầm tay không nổi rồi, chưa nói là gắn tiếp hay gì lên đó. Thì đó, một số chia sẻ của mình là về cái tele trên cái con này thôi. Rồi bây giờ có bạn nào cần hỏi cái gì á, thì mình sẽ qua cái trả lời câu hỏi nha. Dạ chào anh, em muốn hỏi là cái dòng RX em coi công bố chính thức của Sony á, là hiện tại chỉ có chống rung quang học thôi, nhưng mà nói chung là em cũng chưa biết là bù bao nhiêu stop đồ. Thì nếu mà so với các dòng như là RX 13 thế hệ trước hay là A6005 nó có chống rung 50, thì không biết Sony đã tối ưu cái chống rung của RX 10 Mark 4 trên tiêu cự lớn như vậy chưa. Và câu hỏi thứ hai là em muốn hỏi là RX 10 Mark 4 thì nó có 315 điểm lấy nét đó, thì nếu mà em không biết là nếu so trong các tình huống mà mình đi chụp hoang dã như là động vật nó cắm đầu nó chạy á,
hay là thể thao đồ, thì nếu mà so với mình việc mình vác một con A9 hay là ống tele thì con này có thể như là có thể thay thế được không, tất cả trong một á anh? Năm ngoái là mình cầm con RS10 Mark 3 mình đi Sơn Trà chụp vọc, thì hình như bài đó có một bài trên Tinh Tế rồi đó. Thì con đó nó có 25 điểm lấy nét thôi, và tốc độ lấy nét nó cũng chậm hơn rất nhiều cho con này. Thì đa số mình bị miss rất là nhiều. Khi mà xe, thứ nhất là xe nó cách khoảng chừng nửa cây số chứ tới cây số là nó nghe tiếng xe là nó đã trốn rồi. Nên mình tới đó mình quăng xe về đường, bắt đầu mình mới đi. Mình đi bộ dọc tới thì mình kiếm nó mình chụp. Thì trên mình trải nghiệm trên con Mark 3 với Mark 4 là nó khác nhau rất là nhiều luôn. Mark 3 là khi mình lấy thì nó chạy tới chạy lui nhiều lắm. Còn Mark 4 là nhấp tới đâu là ăn tới đó. Các bạn thấy là xe mắt của người mẫu theo cách khủng khiếp luôn. Rồi em đi ha. Em vừa nhả zoom, em vừa lấy nét luôn ha. Tức là nó vẫn theo mắt mà có điều tay em nó rung quá thôi. Ok, nó vẫn theo mắt ha, vẫn theo mắt. Chúng ta vẫn theo mắt của chủ thể. Và đây là cái điều kinh khủng nhất mà chính mang lại cho chiếc máy này. Bây giờ em sẽ thử lại với cái 10 Mark 3 ha, để coi nó làm được chuyện đó hay không. Mark 3 ha, rồi lấy nét được rồi. Ok, bây giờ để mình chuyển sang cái chế độ lấy nét liên tục vào trên máy này ha. C nè, rồi. Rồi mình đang để, các bạn thấy là nó không có nét tuyệt đối mà nó hơi chạy ra chạy vô. Các bạn thấy nó mờ và rõ liên tục không? AFC của RX 10 Mark 3 chưa xử lý được tại zoom 600. Nếu mà nhả ra tí xíu á, mình nhả ra một tí xíu, nó cũng vậy, nó không có xử lý tốt được như là RX 10 Mark 4. Và đó là giá trị về sự khác biệt giữa hai chiếc máy. Cho nên á, là mình cũng nói luôn tí xíu là đó là lý do tại sao mà hai máy giá nó cách biệt nhau tới hơn 10 triệu lần. Thì ở trên hai dòng máy này nó có hỗ trợ một cái zoom assist mà chắc là anh em mình chưa có cơ hội trải nghiệm thử qua cái này. Tức là khi mà mình đang zoom tới 600 và mình bị mất đối tượng á, thì mình nhấn giữ cái nút mà mình cài đặt sẵn đó, nó sẽ nhả ra 24 để mình tìm lại đối tượng của mình. Rồi mình chỉ cần nhả cái nút của đà tự động zoom lại 600. Cái chống rung của máy này thì nó tầm khoảng 4 stop. Nó có 3 chế độ chống rung: chế độ bình thường, chế độ mà hành động, với lại là một chế độ thông minh gì đó. Thì mình chưa biết cái thông minh như thế nào, nhưng mà nó ở chế độ hành động thì nó cái độ mà rung nhịp nhanh á, nó bị được giảm rất là nhiều. Nếu mà các bạn mà tới một cái nơi im lặng á, các bạn áp tai vô cái máy này nghe thì sấy motor chống rung nó kêu ro luôn. Và cái hồi nãy mà Huy dùng ở trên này, cái nút ở ngay đây nè, cái nút tròn tròn này nè, là Huy set sang một cái chế độ khác. Thì Huy cũng hướng dẫn cho các bạn luôn, nếu mà các bạn nào sử dụng máy Alpha và cái lens của các bạn có cái nút tròn tròn này nè, nó rất là lợi hại, các bạn gán một cái nút cho nó ha. Và trong cái điều kiện vừa rồi là Huy gán cái nút mà IAF, Huy sẽ trình diễn trên màn hình cho các bạn thấy. Menu. Rồi, mình sẽ thường là nó sẽ nằm ở cái phần số 2, ở cái mục số 9 hay sao á. Đúng rồi, Custom Key Shooting. Đây, và chúng ta qua tab số 2 ha. Và cái phần mà Focus Hold Button này á, nếu mà bình thường thì nó sẽ là Focus Hold, nhưng mà chúng ta set nó là IAF. Thì khi mà chụp hình mà có cái nút này á, rất đơn giản, các bạn chỉ việc chuyển sang AFC, sau đó là các bạn nhấn giữ. Bây giờ bạn trai nhắm mắt cho mình coi nó có nhận không? Vẫn nhận. Và đây là điều kinh khủng thứ hai, tức là nó sẽ vẫn nhận diện mắt trong điều kiện các bạn nhắm mắt ha, nó không có rớt đi chỗ khác. Cảm ơn bạn trai ở trên kia. Rồi, cái tiết mục thứ hai á, là Huy sẽ trình diễn gán thêm một cái nút nữa. Huy bất kỳ ha, gán bất kỳ một nút, là bây giờ ở đây ví dụ như là C máy tiện tay ta, AL đi. Đây, cái này là nút khóa sáng, ít khi mình phải dùng cái nút này lắm, Huy cũng không có dùng cái nút này. Cho nên Huy sẽ chọn cho nó cái chế độ đó là Zoom Assist 21 tab này, nhưng mà nó đã được định vị rõ ràng ở trên kia là cái gì, cho nên mình cũng đỡ zoom assist ha. Ok, bây giờ Huy sẽ zoom 600. À quên, zoom vô chứ. Rồi, zoom đầy đủ rồi ha. Rồi bây giờ Huy sẽ nhấn cái nút AL đó ra. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ tìm lại cái chủ thể của mình. Mình chỉ cần nhả cái nút này tự động nó zoom vô lại và mình lấy nét tiếp thôi. Thì đó là cái zoom assist đối với những cái máy siêu zoom.
thì máy siêu zoom Huy nghĩ phải có cái tính năng đó thì nó mới trở nên lợi hại được. Khi á mà mình cầm RX 10 Mark 4 trên tay, sếp mình hỏi Huy cái này bán được nhiêu con, 50 con không Huy, 100 con không Huy, khó trả lời lắm tại Huy chưa cầm cái máy này trong tay. Nếu mà nó như RX 10 Mark 3 thì sẽ hơi khó cho Huy, tại vì là mình nghĩ là nếu mà AFC của nó mà giống RX 10 Mark 3 thì nó không có sự khác biệt và người ta không có lý do gì người ta phải mua RX 10 Mark 4 hết. Thì khi mà Huy cầm nó trên tay á, mình thử một trong văn phòng mình, nó cũng dài, mình thử một anh đi từ đầu kia sang đầu này, nó lấy nét, không có sót, nó không có bị chạy ra chạy vô, không có sót phim nào hết trơn á. Huy chỉ việc nhấn cái nút mà Huy gán ở ngay ống kính á là nó sẽ bắt nét hoài, và cái đó nó y chang như là A9, và cái đó là cái điều xuất sắc nhất mà RX 10 Mark 4 có được. Thì cái RX 0 này á thì sẽ được dự định là cho 50 người đầu tiên mua thì Huy sẽ pre-order, thì Huy sẽ tặng gimbal. Gimbal nhưng không phải cái này nha. Cái này tại vì nó chỉ là cái phiên bản mẫu để mình gán lên cho mọi người thấy được cái hoạt động cũng như là cái mà trực quan thôi, chứ còn thực sự cái phiên bản cuối cùng nó đẹp hơn nhiều. Thì cái phiên bản cuối cùng nó giống như cái gimbal của anh Trung vậy á, nhưng mà Huy đã đặt nhà máy họ làm lại chỉ dành riêng cho RX 0 và cái đó cũng chống nước luôn. Tức là trời mưa xuống vẫn quay bình thường, không có phải cất gimbal đi. Và cái thứ hai là cái máy RX 10 Mark 4 này thì nói chung là Huy cũng chưa biết phải tặng gì cho mọi người để mọi người có động cơ mua RX 10 Mark 4. Cho nên là có thể mình sẽ làm một cái khảo sát nhỏ coi là mọi người thích cái gì. Ví dụ bây giờ Huy sẽ đưa ra một số cái ví dụ ha. Ví dụ bây giờ anh chị ra ngoài cửa hàng mua RX 10 Mark 4, mình tặng một cái filter xịn thì sao ta? Cũng ok thôi, cũng bình thường, chưa có gì hết. Nếu mà mình mua RX 10 Mark 4 này và mình được được tặng thẻ nhớ thì chắc chắn luôn luôn theo máy, thẻ nhớ 64GB rồi. Tặng một cái đèn flash F32 giá 5 triệu thì sao ta? Và nếu mua cái này mà chúng ta được tặng một cái mic thu âm wireless thì sao ta? Cũng không hấp dẫn lắm, thì em thấy là chắc mọi người thích cái phương án là cái đèn flash hơn. Thì F32. Rồi, xin mời câu hỏi của bạn. Dạ, cho em hỏi là hai cái máy anh được kêu là cảm biến 1 inch thì nó là cùng kích thước hay là y chang nhau luôn à? Nó y chang nhau luôn, nó là stack, nó là cảm biến dòng. Tại vì á, hồi nãy giờ mấy anh quên nói một cái điều mà rất là kinh khủng của cái máy này. Chụp thì tối đa được 16 frame hình trên một giây, rất là khủng khiếp, 16 frame. Còn cái này á là 24, còn A9 là 20. Rồi, mình có những con số nó toàn là dẫn đầu không à, là những con số đó. Anh ơi, cho em hỏi là em thấy cái trong cái menu nó có cái chế độ là lấy nét tự động. Lấy nét tay ấy anh. Thì cho em hỏi là cái RX 0 nó mình lấy nét tay bằng thế nào, thì mình đâu có xoay ống kính được đâu. Đúng, chính xác. Rồi, thứ hai nữa là cái gimbal mà anh định tặng á, nó là cái gimbal mà trên cái màn hình hải đúng không? Là trên cái EPA đúng không anh? Thì cái gimbal đó của một hãng thứ ba, không phải của Sony. Tại vì nếu mà chi phí cho cái gimbal kia chắc chắn rất là cao, hàng Sony mà, cho nên là mình không có đủ kinh phí để mà khi mình mua một chiếc máy RX 0 mà mình tặng được cái sản phẩm như vậy. Rồi, với lại cái RX 0 nó nhỏ như vậy, nếu như mình quay 4K thì cái vấn đề mà giải nhiệt nó như thế nào? Có một số cái 4K của cái này á, thực sự là khi mà quay 4K bằng chiếc máy này, bạn phải có một cái bộ ghi ngoài, chắc là của Automotive Shotgun chẳng hạn. Thì mình mới chỉ đây là cái gimbal mà mình đang muốn modify lại để dành riêng cho RX 0 thì nó giống như vậy. Chứ nó không có giống như vậy ha, giống như vậy tại vì nó quá to đi. Cái này nó phù hợp hơn. Và trở lại cái vấn đề về cái RX 0 này á, thì khi mà bạn quay phim 4K qua Automotive Shotgun, cái công việc của cái máy này nó chỉ là ghi dữ liệu thôi. Cái việc xử lý dữ liệu là của cái màn hình của cái monitor của cái Automotive Shotgun. Cho nên á là cái việc mà nóng máy do quay 4K chắc chắn sẽ có, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng, nó sẽ không ngắt cái thiết bị này. Bữa giờ có một số thông tin nói là những chiếc máy của Sony bị quá nhiệt. Cái đó không phải quá nhiệt, cái đó là Sony quan tâm tới cái trải nghiệm người dùng của các bạn. Tại vì là cái việc mà cái độ nóng của cái máy á, máy nó không vấn đề gì hết trơn, nó là máy mà. Còn các bạn nóng, các bạn sẽ bị phỏng tay. Cho nên á, là trong máy nó bắt đầu nó có cái công tắc cho chúng ta lựa chọn, đó là các bạn có thể để cho trong cái mức cảnh báo như hiện tại, tức là nó nóng quá tưởng á. Hoặc là các bạn có thể cho nó chạy tiếp, máy nó sẽ cảnh báo là ok, máy bắt đầu nóng rồi, mày hãy
hãy cân nhắc cái việc mà cầm tay sử dụng, nếu các bạn gắn lên chân máy, gắn lên gimbal, gắn lên bất cứ cái gì, không vấn đề gì hết. Thì cái đó là cái mà nhiều người nói nó bị lỗi. Nó không phải bị lỗi, máy hoạt động. Tại vì trong một chiếc máy quá nhỏ mà bắt nó hoạt động quá nhiều thì chắc chắn nó phải nóng. Nó giống như máy tính của các bạn, khi các bạn xử lý đồ họa, càng xử lý máy nó càng nóng. Và nhưng mà cái việc nóng của máy á, nó không vấn đề gì hết, tại nó là máy mà. Còn ví dụ như đối với tay người mình, một vật mà trên 50 độ C mà bắt đầu mình cầm vào tay là mình sẽ có cảm giác mình sợ. Mình không có thoải mái khi mình quay nữa, nếu mình nhất là mình cầm tay. Nhưng mà Sony đưa ra những cái dòng máy mirrorless hoặc là cái này dùng để cầm tay, cho nên là Sony quan tâm tới trải nghiệm người dùng. Và khi mà nó bị, ví dụ như bạn gắn lên các thiết bị ngoài như là gimbal hoặc là chân máy, thì các bạn bật cái công tắc đó lên để cho quá nhiệt cao lên, không vấn đề gì hết. Và còn một cái nữa hồi nãy bạn hỏi, đó là cái vấn đề mà lấy nét của máy. Thì máy này cho phép lấy nét bằng tay từ 0.5 cho tới 1 mét. Và lúc đó mình sẽ điều khiển bằng mấy cái nút bấm ở trên này, mấy cái nút bấm lên xuống này để mình canh nét. Nó có một cái thang ra. Còn ví dụ như ra 1 mét thì đối với tiêu cự 24 ra 1 mét là nét hoàn toàn rồi. Mới nãy em là một trong những người đầu tiên đến thì có anh Huy ra tiếp, nhưng mà không biết anh là từ bên Sony. Lúc đầu em tới coi cái Sony RS0 thì cũng với tâm thế nó là một cái camera hành động. Nhưng mà khi mà xem rồi á, thì như anh Tuấn trải nghiệm thì xác định là một cái camera bình thường. Và khi trải nghiệm thì nó có một cái số phụ kiện kèm theo, và bữa nãy anh Trung cũng đề cập tới một cái phụ kiện nhỏ, cái đầu nối á. Thì không biết khi mà cái RS0 này bán ra thì sẽ kèm phụ kiện gì. Ví dụ như GoPro thì nó sẽ có một cái đế để dán lên nón bảo hiểm, hoặc là dán lên cái mặt nào đó. Thì không biết cái Sony này có bán kèm với cái cục nhỏ nhỏ để nối vào phụ kiện GoPro hay không, hay là kèm với một cái cây tự sướng chẳng hạn. Thì cái câu hỏi của bạn cũng là một cái câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trên thì đối với mình xin lỗi, cái RX0 này á, thì khi mà bán ra đối với năm mươi máy đầu tiên thì sẽ được tặng một cái gimbal, thì mình không nói rồi ha. Rồi sau này á, ví dụ như tiếp tục thì lúc đó Huy chưa nghĩ ra thì Huy sẽ thừa nhận cái ý kiến này. Còn phụ kiện cho cái này như là chuyển cho GoPro thì cái đó nó không có hợp lệ. Tại vì nó tự nhiên cái giờ tôi tặng ông một cái đồ chuyển qua GoPro là GoPro nó kiện mình chết, mình vi phạm luật cạnh tranh mà. Nó bị brand name. Đúng rồi, cho nên là mình sẽ không có kèm các cái phụ kiện như vậy. Dạ, em muốn hỏi về cái RX0 anh, khi mà nó được định hình ở một cái máy ảnh thì khả năng chụp ban đêm như thế nào, em chưa thấy giới thiệu. Với lại trong trường hợp mà thiếu sáng nhiều quá, vì bản năng cái máy nó không có đèn LED, thì mình có kết hợp được với cái thiết bị chờ sáng nào không ạ? Rồi bây giờ Huy sẽ show những hình ảnh Huy đã chụp bằng cái máy này vào ngày đầu tiên Huy nhận cái máy này. Và cái này không có thể nào nói dối được, bởi vì là nếu mà Huy chụp xong Huy edit, Huy bỏ ra đây lại, không coi được. Rồi cái này là lúc mà Huy vừa mới đáp xuống sân bay, bay về Đà Lạt. Đà Lạt cũng là quê của Huy luôn. Thì lúc đó mình đi về Đà Lạt thì mình cái này có thông số này ISO 125, tốc độ là 2500 ha. Thì sau đó nếu mà có một số cái hình ảnh mà nó mang tính chất cá nhân trong này ha, các bạn bỏ qua cho Huy. Rồi đây là hình như lúc đó Huy chụp cầm ngược camera, tại vì lúc đó Huy cầm á, cái ngón cái của mình nó vô cái điểm nhấn á, nó dễ hơn là mình cầm như vậy. Tức là Huy cầm như vậy nè, Huy cầm như vậy nè, rồi tụt khắc DMI để chụp thì nó bị ngược như vậy ha. Đây do cái góc thôi, góc chết thì nó có cái hiện tượng như sau. Rồi cái này là cảnh rộng ha, và mình thấy chi tiết nó cực kỳ đã, rất là đã. Rồi cái này là lúc ngược sáng của Huy, nó có một tấm mặt trời mà ngược sáng đây, tấm này ở đây á, cái màn hình này nó chưa có đủ chi tiết. Nhưng mà nếu mà các bạn coi tí hồi các bạn lên đây coi á, thì cái phần ngay mặt trời này, mây này cuộn cực kỳ đã luôn, cuộn một bất ngờ luôn á. Mình nếu mình chụp những cái máy mà APS-C crop frame á, chắc chắn nhiều khi lên không được như vậy đâu. Và cái việc ngược sáng nó chỉ có một số cái halo nhẹ ở ngay cái chỗ góc ở trên này thôi. Cái này á là một cái phép thử nữa, các bạn chú ý ha. Nếu mà các bạn muốn thử một cái cảm biến nó tốt hay không á, các bạn phải chụp những cái chi tiết mà như lá thông á. Nếu mà các bạn thấy cái lá thông nó đúng là cái lá thông thì cái cảm biến đó tuyệt vời. Còn nếu mà các bạn thấy cái lá thông mà nó như cái cục bông á,
là cái cảm biến nó không tốt, và các bạn có thể thử lấy hai cái, ví dụ như là một cái action cam hoặc là một cái GoPro hoặc là một cái điện thoại thử với cái này thì chúng ta sẽ sao găng được ngay. Đúng rồi đó anh Huy, như là đây mai cuộn, các bạn có thể thấy mai cuộn ở đây ha. Mai cuộn rất đã. Lúc đó mình rất là may mắn khi mà mình tới được cái thời tiết giống như vậy, tại vì lúc mà mình đi là 2 giờ trời mưa sắp mặt luôn, trời đen thui luôn. Nè, hơi chụp hơi rung tay nè, đói quá rồi, hơi rung tay. Nhưng mà mình giữ lại tí xíu thì ok, 320. Tức là cái ISO của máy này nó kiểm soát khá tốt. Cái này chạy tối thui luôn đó nha, cái này lúc mấy giờ ta? 17:48. Thì chúng ta có thể thấy được là mọi chi tiết mây cuộn rồi đèn ở trong nhà lồng nó không có bị lem ra. Thì đây là một cảm biến tuyệt vời. Dạ không, em để auto anh. Lúc đầu á em quyết định em để M, tại mình dân chụp hình mình phải để M. Không, mình nên để chế độ mà P luôn, P phở luôn, chứ không phải là A hay là S gì hết trơn á. Mình để P phở thì máy nó cân tốt hơn mình. Không, cái này trong nhà rồi. Thì bây giờ thôi chắc mình thử ở trên này đi, mình để chế độ P mình chụp thử đi. Chứ nếu mà để sâu hơn nữa, bình thường khi chụp mà sâu hơn nữa thì nó tự động nó nhảy xuống 2500. Rồi thấy là chất lượng ảnh vẫn đáp ứng được in ở khổ 40-60. À, cảm ơn anh. Thì em có từng xài qua Sony A200 rồi A77. Tuy nhiên lúc mua cái A77 thì rất là thích, nhưng mà chụp xong cái điều động lại cuối tức nhất ở nó là cái khả năng xử lý ISO của nó đẩy lên tới cỡ khoảng chừng 800, chụp là bắt đầu rất là nhiễu rồi. Thì cái con ông cũng định mua một con nó nhẹ mà nó tiện dụng hơn. Thì không biết cái khả năng xử lý ISO của con Mark 4 này nó tới được cỡ cái mức nào, tại vì thật sự mình không thích xài flash. Thì có một cái chia sẻ chân thành, cái câu hỏi này thì nó cũng chưa đã lắm, nên mà hơi chỉ tặng phần quà là cái hộp vuông thôi, hộp lớn. Tức là cái việc mà A77 so với lại bây giờ nó quá xa rồi. Tức là cái việc xử lý nhiễu á, nó phụ thuộc vào cái năm mình sản xuất cái máy đó ra. Nó giống như là công nghệ nó càng mới thì nó xử lý nhiễu càng tốt. Giống như bây giờ Huy, cái này ở 2500 nè, các bạn có thể thấy một chiếc máy nhỏ xíu và chụp ở 2500. Bây giờ mình có thể đưa ra ngay một cái điện thoại hoặc là một cái máy A6000 thử đi ở 2500 coi có được như vậy không. Huy nghĩ không được đâu, chắc chắn là không được. Và có một cái điều kinh khủng nữa, đó là A9 bây giờ cái khả năng xử lý nhiễu của A9 khi mà chụp ở 10.000 nó giống như anh chụp ở 1.600 vậy. Em chưa bao giờ sử dụng một cái máy nào mà xử lý nhiễu tốt như là A9. Thì cái đó là chia sẻ chân thành, bởi vì em có 7 năm sử dụng Nikon, em không có ngần ngại chia sẻ với mọi người điều đó. Và cái giây phút mà A7R Mark 2 nó ra mắt, nó đã làm con tim em đau nhói. Mình phải bán toàn bộ cái hai dàn Nikon của mình đi, rất là lỗ khủng khiếp luôn. Lúc đó Huy đã vô Sony làm rồi, Huy vẫn dùng Nikon, tại vì mình vẫn tin tưởng vào Nikon. Nhưng mà khi mà A7R Mark 2 ra mắt thì câu chuyện nó hoàn toàn khác rồi, cục diện là thay đổi rồi. Và từ đó nó cũng thay đổi cả Sony, cả cái hệ thống mirrorless của Sony luôn. Và khiến cho mình rất là sướng khi mình cầm cái A9 trên tay. Đó là những cái gì mình mong đợi cho tới thời điểm hiện tại. Cho nên là em chắc chắn với anh là ví dụ như anh so với A77, anh chỉ gần A6000 thôi là đánh gục ngã A77 rồi. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa cùng nhau tạm biệt vào một cái màn chúng ta may mắn nho nhỏ vui vẻ. Và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với Camera Tinh Tế để chúng ta tiếp nối với những buổi workshop sắp tới. Sẵn tiện cho Nguyên thông báo luôn là vì tuần sau, chủ nhật tuần sau ngày 8 tháng 10, chúng ta sẽ có một sale event về các thiết bị âm thanh. Bài sẽ lên Tinh Tế vào khoảng thứ tư, thì các bạn có thể theo dõi trên diễn đàn tinh tế.vn xem là có những cái hãng nào, có những sản phẩm gì sẽ được bán. Và theo Nguyên bực được biết đó, là sẽ từ 25 cho tới 99% là giảm giá. Nên các bạn nhớ mình theo dõi diễn đàn và cùng tham dự cái buổi sale event đó sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 10 nha. Còn lại thì đừng quên là thứ bảy hàng tuần đều có những buổi workshop của Camera Tinh Tế. Hãy cùng đến với Tinh Tế và thật vui vẻ với các hoạt động của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và xin được hẹn gặp lại. Ngay bên cạnh đó, số 68.